Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám phá cùng Dương. Hiện tại bây giờ là lúc 14:30 chiều ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024. Mình đang có mặt tại thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Buổi chiều hôm nay mình sẽ dẫn quý anh chị và tất cả các bạn cùng đi ra tham quan một địa điểm du lịch cũng rất là thu hút du khách ghé đến vui chơi và giải trí. Đó chính là khu du lịch cộng đồng Cam Bình, hay còn gọi là khu du lịch biển Cam Bình, có vị trí tọa lạc tại xã Tân Phước thuộc thị xã La Di. Trong quá trình mình di chuyển trên con đường này có tên là đường Nguyễn Du, để ra khu du lịch biển Cam Bình thì mình thấy hai bên đường được trồng rất là nhiều cây hoa móng bò đang nở một màu tím ngắt rất là đẹp. Cho nên mình sẽ quay lại một đoạn ngắn cho quý anh chị và tất cả các bạn cùng xem nha.
cái khúc chỗ này là biển nó xâm lấn sâu vô tới kia luôn. Ở trong kia bây giờ nó tạo thành một cái vũng. Giờ này sao sóng mạnh thế nhỉ? Ở trong này bây giờ là biển nó xâm lấn vô tới đây luôn, cho nên là người ta đắp những cái bao cát để chống sạt lở này. Come on.